Chào tất cả mọi người, trong video này mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái trang web mà nó có lịch trả coin mà mọi người còn gọi là unlock token á. Thì mọi người dựa vào cái trang web này để mà mọi người biết được cái lịch unlock token của những cái đồng coin, để mà mọi người tránh cái việc mà mình mua đồng coin đó trong cái thời gian mà nó unlock. Tại vì khi mà nó unlock token, nó trả token á, thì cái đồng coin đó nó sẽ được share ra thị trường nhiều và nó làm cho giá của đồng coin đó nó giảm. Nếu mà bạn biết được cái lịch unlock này thì bạn sẽ giảm được cái rủi ro khi mà đầu tư vào những cái đồng coin, những cái đồng altcoin. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đi tới trang web. Đầu tiên thì mọi người đi tới Google, mọi người gõ cái dòng chữ là unlock token nè. Thì khi đó Google nó sẽ hiện lên cho mọi người cái trang đầu tiên là token.unlock.app. Thì mọi người vô cái trang web này. Đây mình click vô nè. Thì khi mà mọi người click vào cái link á thì nó sẽ đi tới cái trang web này, và ngay chỗ cái trang chủ của trang web này thì kéo xuống mọi người sẽ thấy cái lịch unlock của những cái đồng token. Ví dụ đây có đồng GL này, cái số lượng mà token đang bị lock là 68%, 68.88% nè. Còn thời gian mà chuẩn bị nó unlock á thì khoảng 4 giờ 58 phút, 57 phút nè. Số lượng mà unlock là 0.3% nè. Số lượng mà chuẩn bị unlock á. Còn tiếp theo là những cái đồng đây nè, ví dụ đây đồng TORN nè. Đó, số lượng đang bị lock là 43%, mà cái lần mà unlock tiếp theo á là còn cách một ngày nè, một ngày 20 giờ nè. Tiếp theo là đồng INK nè. Cái giá nè, tổng cung nè. Cái phần trăm mà đang đang bị lock. Cái lịch mà unlock token là còn cách 2 ngày nữa, 2 ngày 12 giờ nữa. Đây. Tương tự những cái đồng còn lại, ví dụ như đồng Aptus nè. Thì số lượng token đang đang bị unlock á, đang bị lock á là 86.09%. Và cái ngày mà nó chuẩn bị unlock á là cách thời gian hiện tại là 6 ngày nữa, 6 ngày 16 giờ. Đây lúc 7 giờ sáng nè. Cái lịch là ngày 12 tháng 1 nè. Bữa nay là ngày 5 tháng 1. Thì còn cách 6 ngày 16 giờ nữa. Đây đồng Swift. Ở đây nó không có cái đồng Big Down nè. Big Down chuẩn bị unlock nè. Thì số lượng mà Big Down đang bị lock là còn 33.75% nữa. Và cái lịch mà nó unlock tiếp theo á là còn 9 ngày 16 giờ nữa. Trong cái đợt này á, nó sẽ unlock khoảng 1.9%. Đây nè. Đồng ABE, đồng DIDX đó. Thì khi mà mọi người quan sát cái list này, mọi người sẽ thấy là trong cái tháng 1 á thì cái số lượng những cái đồng token unlock á là nó nhiều. Ví dụ đây tháng 1 hết nè. Đó tháng 1 nè. Còn khi mà mọi người kéo xuống tháng 2 á, thì tháng 2 thì nó ít hơn. Tháng 2 chỉ có đồng GMT nè. Ngày 1 tháng 2 nè, ngày 4 tháng 2 nè. Tháng 2 thì nó ít hơn. Đó, tháng 2 chỉ có 3 đồng thôi. Và kéo ra tháng 3 nè. Thì ở đây để mà mọi người vào, mọi người xem chi tiết một cái đồng nào á, thì mọi người sẽ click vô. Ví dụ đây mình sẽ click vô cái đồng Big Down nè. Click vô để mà mình xem chi tiết. Thì khi mà click vào cái đồng Big Down á, thì mọi người kéo ngày này, mọi người sẽ thấy là trong cái đợt này á, nó sẽ unlock là một khoảng là 187,5 triệu đồng Big, và tương đương với 77 triệu đô nè, 77 triệu đô. Thì ở trong cái đợt này thì nó unlock khoảng 1.875% nè. Đó, thì đây mình coi cái sơ đồ của nó này, unlock nè. Thì ở đây khi mà mọi người xem cái biểu đồ á thì mọi người có thể thấy là cái phần màu xanh, cái phần 66% nè, 66.25% nè, là cái phần trăm token đã unlock ra thị trường rồi, có nghĩa là đã bán ra thị trường á. Còn cái phần trăm mà nó đang lock lại á, có nghĩa là nó chưa tung ra thị trường á, là 34% nè. Cái phần màu hồng này, thì cái phần màu hồng này nó sẽ unlock trong những cái đợt mà nó trả token, cái đợt mà unlock token á. Ví dụ như cái đợt này là cách bữa nay là 9 ngày 16 giờ này, thì nó sẽ unlock 187,5 triệu token BIC, thì nó tương ứng với 1.875% nè. Thì xuống dưới này mọi người sẽ thấy là những cái đây là những cái phần trăm của cái đồng token này đang sử dụng này. Ví dụ Big Down Locker này,
hoặc là biết đâu chơi xua này chiếm bao nhiêu phần trăm đó. Thì ở đây mọi người có thể vào những cái đồng coin khác để mà mọi người muốn xem chi tiết. Ví dụ đây mình sẽ vô tiếp một cái đồng nữa, ví dụ đây là đồng Aptus đi, Aptus nè, mình click vô. Thì số lượng cái đồng token mà nó chuẩn bị unlock trong cái đợt này là khoảng 4 triệu đồng Aptus nè. Thì giá trị nó tương đương với khoảng 17.000 đô nè, 17,083,477 ngàn đô nè. Thì khi mà mình kéo vào chi tiết của cái đồng Aptus này á, thì mình thấy là cái đợt unlock tiếp theo là cách bữa nay là 6 ngày 16 giờ 50 phút nè. Và số lượng cái đồng Aptus này trong cái đợt unlock này là khoảng 4 triệu đồng nè. À 4 triệu đồng thì giá trị của nó tương đương với 17 triệu đô nè. 17 triệu đô. Thì ở đây mình có thể thấy là 86% của đồng Aptus đang bị lock nè. Còn ở đây là bao nhiêu đây? 13, mình đương chuột vô là nó hiển thị lên này, 13,91% cái đồng token đang có trên thị trường, có nghĩa là những cái phần trăm này nó đã unlock rồi. Thì dựa vào cái này mình có thể thấy là cái số lượng lớn của cái đồng token Aptus đó là nó đang bị lock, nên những cái đợt mà nó sẽ tiếp theo á thì có khả năng là cái giá của những cái đồng này, cái đồng này nó sẽ giảm xuống. Ví dụ đây 6 ngày thì cái đợt mà 6 ngày sau khi mà nó unlock token á thì nhiều người người ta sẽ xả xuống cái đồng token này. Khi mà nó xả xuống, ví dụ đây là nó chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm nè, 0,454%. Mặc dù cái đợt unlock này cái phần trăm nó nhỏ, nhưng mà thị trường đang trong cái đợt downtrend này, nên là những cái đợt xả này thì nó cũng góp phần nó làm cho giá của cái đồng Aptus này giảm xuống, nên mọi người chú ý vào cái điểm này. Thì ở đây mọi người có thể xem lịch unlock token của những cái đồng mà mọi người quan tâm. Đây. Đó, mọi người có thể kéo xuống để mà mọi người xem những cái đồng khác. Thì trong video hôm nay mình đã giới thiệu đến mọi người một cái trang web để mà mọi người xem những cái lịch mà nó unlock token, nó trả coin, để mà mọi người tránh được những cái đợt unlock token, những cái đợt trả coin này, để mà mọi người bảo toàn được số vốn mình đang có. Mình hy vọng là video này giúp đỡ nhiều cho mọi người. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.